Nội, thêm ca mắc Covid-19, sáng nay 9 ca mới trong cộng đồng 5 tỉnh thành. Chợ miền Trung tại Sài Gòn nhộn nhịp những ngày cận Tết. Cháy lớn tại nhà kho chứa bông gòn nệm ở Tiền Giang. Buộc 4 cơ sở bán đồ ăn vặt trên mạng xã hội tiêu hủy hàng chục tấn hàng. Phút đời thường hôm nay, mời quý vị cùng đến thăm làng nghề nặng tò hè trăm năm ở Hà Nội. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyên của chương trình Góc nhìn trưa nay. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 9 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh. Cụ thể, thì Hà Nội ghi nhận 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Quảng Ninh 2 ca và Hải Dương 4 ca. Trong đó, hai bệnh nhân ở Bắc Ninh và Hải Phòng đã được tỉnh công bố từ chiều tối ngày 28 tháng 1 trước khi Bộ Y tế xác nhận. Với 9 ca mới này, tổng số trường hợp mắc COVID-19 mà Việt Nam ghi nhận đến thời điểm này là 1.651 người. Theo Bộ Y tế, hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm lô mẫu trên 5.000 mẫu được 4 viện lấy tại Hải Dương ngày 28 tháng 1 và xét nghiệm tại Hà Nội. Trao đổi với báo giới bên lề phiên họp chiều ngày 28 tháng 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết số mắc đợt này sẽ rất lớn, nhưng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia và các tỉnh thành có quyết tâm và có cơ sở để dập dịch trong vòng 10 ngày. Cũng trong đêm qua, bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, các đơn vị có liên quan trên địa bàn đang phong tỏa, khử trùng một con ngõ trên đường Nguyễn Khánh Toàn, nơi có một người dương tính với COVID-19. Trước đó, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, anh LAT, 20 tuổi, địa chỉ thường trú tại xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương, hiện đang ở trọ tại phố Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân này đang học tại Hà Nội. Ngày 27 tháng 1, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng và đã đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm ngày 28 tháng 1 là dương tính với COVID-19. Hiện tại, anh này được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Theo bà Dung, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp này, lực lượng chức năng của quận đã tiến hành điều tra dịch tễ, xác định các trường hợp tiếp xúc gần, người liên quan để lấy mẫu xét nghiệm. Bà Dung cho biết, công tác phong tỏa đang được triển khai cấp tập ngay trong đêm. Hiện ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn đã được dựng hàng rào barrier. Lực lượng chức năng xác định khoảng hơn 30 người trong ngõ có liên quan. Nơi đây sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập đến khi hết dịch. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã thực hiện thành công mổ bắt cầu động mạch cảnh trung cho bệnh nhân tắc động mạch cảnh trung hai bên từ quai động mạch chủ. Đó là trường hợp của nam bệnh nhân 59 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, đây là ca đầu tiên được thực hiện tại khu vực miền Tây. Khoảng 10 năm trước, bệnh nhân bị ung thư vùng cổ và đã được xạ trị vùng cổ kiểm soát tốt khối u. Thời gian gần đây, bệnh nhân thường xuyên bị chóng mặt, mệt mỏi, tê yếu nửa người trái. Ông đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ và được chẩn đoán tắc động mạch cảnh trung cả hai bên, thiếu máu lên não nghiêm trọng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ tái phát do nguyên nhân tắc động mạch cảnh trung cả hai bên. Phương pháp điều trị vô cùng khó khăn, các bác sĩ phải bắt cầu một đoạn mạch máu nhân tạo dài hơn 10cm từ vùng ngực đến cổ mới có thể tái thông mạch máu cho bệnh nhân. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần. Trong những ngày cuối năm, chợ Bà Hoa ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hay còn được gọi là chợ miền Trung, lại trở nên nhộn nhịp. Đủ các loại bánh mứt đặc sản miền Trung được người bán tất bật chuẩn bị, chưng bán tại khu chợ này. Là khu chợ chuyên bán các loại bánh kẹo xứ Quảng miền Trung như bánh tét, bánh thuẫn, bánh tráng. Ngay từ giữa tháng Chạp, tiểu thương nơi đây đã rộn rã vào mùa Tết. Các tiểu thương cũng cho biết cả năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc buôn bán nơi đây gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, Tết là thời điểm để mọi người tranh thủ. Làm đủ thứ bánh hết trơn, bánh thuẫn này, bánh im. Ngày thường thì bán bánh su xê, bánh lá gai. Ngày Tết tới thì là bánh tét, bánh chưng. Nói chung là Tết thì lúc nào nó cũng phải bán được hơn ngày thường. Ngày thường thì bán lai rai vậy thôi. Những loại hàng hóa nơi đây được nhập chủ yếu từ miền Trung vào, còn bánh kẹo thì đa phần các tiểu thương chợ tự làm bán. Dịp cận Tết nhưng giá cả nơi đây vẫn không tăng, các loại bánh đặc trưng vẫn giữ nguyên giá để bà con dễ mua dùng. Thưa quý vị,
vị, đến 21 giờ đêm qua, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết vẫn còn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân của một vụ cháy lớn tại nhà kho dự trữ bông gòn, ga nệm trên địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, một số người dân sống ở khu tái định cư Mỹ Thạnh Hưng thuộc phường 6, thành phố Mỹ Tho phát hiện tại một nhà kho ở khu vực này bỗng dưng có một ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Sau đó ngọn lửa bùng phát mạnh và cháy lan ra khắp nhà kho này. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa đã bốc lên dữ dội, khói bốc lên cao bao trùm cả nhà kho. Do khu vực cháy là xưởng cơ sở sản xuất may nệm, bên trong có chứa nhiều hàng hóa như bông gòn, mút, xốp, dạng thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu nên lửa bén cháy nhanh. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi cơ sở cùng nhiều máy móc, hàng hóa. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong nhà kho này bị hư hỏng nặng. Chiều qua, Đại tá Lê Trường Sơn, trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Phước đã ký quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm tổng số tiền 70 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy hơn 13 tấn hàng hóa thực phẩm, trong đó có gần 6 tấn điều kém chất lượng. Trước đó, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 4 cơ sở sản xuất. Cả 4 hộ kinh doanh đều có hành vi tổ chức sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 13 tấn sản phẩm là đồ ăn vặt các loại, trong đó hơn 5,8 tấn hạt điều đã qua chế biến. Toàn bộ số lượng nhân hạt điều trên không đảm bảo chất lượng, bị thải loại để sử dụng cho chế biến thức ăn gia súc. Tuy nhiên, do hám lời, một số đối tượng đưa sản phẩm chất lượng thấp này vào cơ sở chế biến để phù phép và lấy thương hiệu hạt điều Bình Phước rồi đưa ra thị trường bán cho người tiêu dùng. Mới đây, những di tích lịch sử, văn hóa, những công trình kiến trúc của Hà Nội được các nghệ nhân làng nghề truyền thống Xuân La nặng bằng bột tò he đã thu hút đông đảo khách tham quan tại một lễ hội. Nhìn những tác phẩm ấy, nhiều người chợt tự hỏi là làng nghề tò he đã có được bao nhiêu năm. Hôm nay hãy cùng góc nhìn trưa nay về làng nghề tò he Xuân La, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để cùng tìm hiểu về những mô hình độc đáo cũng như về làng nghề này quý vị nhé. Ông Đặng Văn Tẩn là thế hệ thứ tư trong làng làm nghề nặng tò he. Ông cũng chẳng nhớ nổi làng nghề này đã gắn bó với những túi bột màu nặng từ bao giờ. Chỉ biết rằng cứ thế hệ sau nối nghiệp thế hệ trước. Rồi nghề nặng tò he mỗi thời mỗi khác. Qua mỗi thế hệ, nghệ thuật nặng tò he lại đổi thay. Nhưng những người nghệ nhân vẫn cứ cần mẫn theo đuổi cái nghề truyền thống mà cha ông để lại. Cái mô hình mà tò he bây giờ ấy, thì đúng ra là so với ngày xưa nó khác hẳn. Vì ngày xưa là chỉ nặn theo cổ truyền là chỉ trên các cái bánh vòng thôi. Thế sau đó tiến tới là nặn trên que. Nhưng bây giờ mà nặn theo cái lối hiện đại bây giờ thì là chúng tôi thấy là bước rất là tiến mới của tò he. Thực tế như bản thân tôi là đứng đầu ở ban chủ nhiệm, tôi thấy rất là phấn khởi và tự hào. Vì mình cũng không ngờ tới là đến thời đại đến bây giờ mà mình như vậy lối truyền các cụ mà bây giờ mình đặt được những cái sản phẩm đến bây giờ. Và chúng tôi thấy rất tự hào về cái nghề tò he. Và chúng tôi luôn luôn nghĩ là phải giữ gìn và phải như vậy truyền lại cho các thế hệ sau để không để bao giờ cái nghề tò he mai một. Đây là 15 di tích văn hóa, những công trình kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội do nghệ nhân làng nghề vừa thực hiện, được trưng bày tại nhà văn hóa câu lạc bộ tò he xã Xuân La. Ý tưởng để thực hiện các di tích lịch sử bằng tò he là tâm sức của hơn 30 nghệ nhân của làng nghề. Thế các cái mô hình mà thời xưa mà chống Pháp ấy, thì đến bây giờ thì chúng tôi cũng vẫn là hậu thế thôi, nhưng mà theo cái sử sách thì chúng tôi lấy ở theo cái sử sách đấy để chúng tôi ý tưởng, tức là mình tái hiện lại những các cái mô hình đấy để cho đến lớp sau này nhìn các mô hình đấy có thể là nhớ lại cái thời xưa của các cụ và ông cha ta đã làm nên cái lịch sử. Để có thể cho ra đời 15 tác phẩm với đầy đủ các chi tiết, những nghệ nhân đã mất không ít thời gian. Những danh lam thắng cảnh được làm từ bột nặng cao cấp để giữ được độ bền. Từng chi tiết đều được các nghệ nhân khắc họa rõ nét và đầy tinh tế. Cái 15 mô hình vừa rồi thì thực tế là khó khăn nhất là chúng tôi là
từ trước giờ đúng ra chúng tôi cũng chưa làm các cái mô hình này, nhưng mà khi mà tập hợp được tất cả các hội viên trong câu lạc bộ đến thì là đều thống nhất với nhau là cố gắng như vậy, là suy nghĩ và sẽ tìm tòi ở trong các cái lịch sử để chúng tôi nặn ra được cái mô hình đấy. Thì cái thời gian mà nặn tổng số mà cái hôm mà nhiều nhất hội viên là vào 30 người, còn ít nhất là phải 17 người, thì trong vòng là khi hoàn thành hết 15 sản phẩm thì mất là 1 tháng 10 ngày. Qua đây có thể thấy, nghề nặn tò he đang dần thay đổi mình để thích ứng với cuộc sống hiện đại. Nếu trước kia chỉ là những hình con thú hay các loài hoa, thì giờ đây những hình ảnh danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử bằng bột nặn tò he đã ra đời. Đó là sự sáng tạo không ngừng của những nghệ nhân làng nghề, với mong muốn đem tò he trở thành một nghề được phát triển giữa cuộc sống hiện đại ngày nay. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.